Các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy video hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Sau trận bán kết lượt đi vườn nhau, sân Emirates diễn ra trận lượt về hứa hẹn chứng kiến cuộc đấu tận sức thực sự giữa hai thế lực bóng đá Anh nhằm phân tranh chiếc vé đầu tiên vào chung kết Champions League mùa 2008-2009. Chẳng cần bàn đến chiến thắng hay một tỷ số hòa, ngay cả khi thua sát nút mà có bàn thắng, con đường đến Rome vẫn tự khắc trải qua trước mặt thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson. Nhưng trước trận đấu, Arsenal cũng tỏ ra cực kỳ quyết tâm. Cùng xem lại trận đấu hấp dẫn ấy nhé. Trái ngược với đội hình thiên về tấn công của Arsenal 4-3-3, MU lại tung ra sân một đội hình thiên về phòng ngự 4-5-1 nhằm bảo vệ tỷ số mong manh 1-0 trong trận lượt đi. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Arsenal nhanh chóng dồn lên tấn công mạnh mẽ và mở màn bằng cú sút đầy uy lực nhưng thiếu chuẩn xác của đội trưởng Cesc Fàbregas. Sự nôn nóng khiến các pha phối hợp của đội chủ nhà thiếu chính xác và hàng phòng ngự MU không mấy khó khăn để hóa giải. Ngay trong tình huống nguy hiểm đầu tiên có được, MU đã khiến cả sân vận động Emirates phải nín lặng chỉ sau chưa đầy 10 phút thi đấu. Phút thứ 8 xuất phát từ Anderson, bóng được truyền xuống cho Cristiano Ronaldo. Pha nhả bóng ngược vào trong của anh đã vượt qua sự truy cản của Gibbs và Park Ji-sung có mặt kịp thời để sút tung lưới Almunia mở tỷ số trận đấu. Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, các pháo thủ Arsenal lại chết điếng người khi màn lưới đội nhà lại rung lên 3 phút sau đó. Phút 11, từ tình huống đá phạt chừng hơn 30m, Ronaldo tung cú sút thần sầu xé toang hàng rào và không cho Almunia một cơ hội chống đỡ. 2-0, MU tạo được lợi thế ngoài sức tưởng tượng. Sự bàng hoàng lẫn nỗi thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ Arsenal. Dẫn trước 2-0, MU có phần chơi chậm lại, nhưng lối đá của họ vẫn rất hợp lý, phòng ngự chặt chẽ và tổ chức tấn công sắc sảo. Phút 17, Rooney suýt nữa đã nâng tỷ số lên 3-0 sau cú sút xa kỹ thuật, nhưng Almunia kịp vươn người đẩy bóng chịu quả phạt góc. Những phút sau đó, Ronaldo và đồng đội có các cơ hội rất tốt để nới rộng tỷ số trận đấu, nhưng đáng tiếc, tất cả những pha dứt điểm của họ đều vẫn chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ thành Almunia chơi rất xuất sắc. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like... Trong khi đó, Arsenal lại tỏ ra mất nhuệ khí. Những đường tấn công đơn giản dựa vào những quả tạt từ hai cánh không thể gây khó dễ cho hàng thủ dày dặn kinh nghiệm của Man United. Những lóng ngóng khó hiểu trước khung thành của hàng thủ chủ nhà tạo điều kiện để Ronaldo có thêm những tình huống sút phạt hàng rào, nhưng Almunia đã bắt bài khá tốt. Bị dẫn trước với tổng tỷ số 2-0, nhiệm vụ của đoàn quân huấn luyện viên Arsene Wenger trở nên vô cùng nặng nề. Trong thế không còn gì để mất, Arsenal không ngừng tấn công, song đội chủ nhà vẫn hoàn toàn bế tắc trước thế trận phòng ngự chặt chẽ của MU.
và những nỗ lực của những Theo Walcott, Van Persie và Adebayor trở nên vô nghĩa khi Quỷ Đỏ MU có được bàn thắng thứ 3. Và người tỏa sáng không ai khác chính là Ronaldo. Pha phối hợp hoàn hảo giữa CR7 Park Ji-sung và Rooney đã đánh sập hoàn toàn hàng phòng ngự Arsenal. Trong pha bóng này, Rooney chơi rất đồng đội khi thực hiện đường căng ngang đầy thuận lợi để Ronaldo lướt xuống tung cú sút căng ở khoảng cách chưa đầy 12m đánh bại Almunia, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà. Đến lúc này, nhiều cổ động viên Arsenal trên khán đài đã bắt đầu bỏ ra về. Và cũng đến lúc này, cánh cửa tới Rome của Arsenal gần như đã hoàn toàn khép lại. Nhưng 30 phút còn lại của hiệp 2, The Gunners vẫn tỏ ra tranh đấu quyết liệt, không muốn buông súng sớm. Họ cũng đã tạo được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Van der Sar. Trận đấu bỗng trở lại sôi động khi ở phút 75, Fletcher bị phạt thẻ đỏ do phạm lỗi với Fabregas trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Van Persie không mắc chút sai lầm nào để ghi bàn an ủi, rút ngắn tỷ số còn 1-3, nhưng đó cũng chỉ là bàn danh dự sau cả hai lượt trận cho Arsenal. Khoảng thời gian còn lại, các pha tấn công của Arsenal thưa dần, trong khi MU chủ động chơi chậm và bảo toàn chiến thắng 3-1. Suýt nữa pháo thủ đã phải nhận thêm bàn thua sau pha sút phạt của Ronaldo khi trận đấu sắp kết thúc. Bóng đi căng nhưng sạc xà ngang ra ngoài. Với chiến thắng chung cuộc 4-1 qua hai lượt trận trước Arsenal, các học trò huấn luyện viên Alex Ferguson đã ghi tên mình dự trận chung kết Champions League 2008-2009. Với một cú đúp cùng một pha kiến tạo thành bàn, Cristiano Ronaldo xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận Arsenal-MU và nhận được điểm 9. Việc Ronaldo được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận dường như là điều đương nhiên. Có lẽ anh đã có một trận đấu hay nhất tại Champions League mùa giải ấy. Nhìn vào thống kê của trận đấu có thể thấy rõ điều đó, MU thực hiện được 14 cú sút, trong đó có 10 cú trúng đích, còn Ronaldo đã chiếm tới 9 cú dứt điểm và 6 trúng đích rồi. Còn bạn có suy nghĩ gì về màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trong trận này? Để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.